ngày gia đình. Quá đông. nhà ba con gái đây. Cái này thì bạn toàn bạn mê rồi. Chơi cái nào? Uống mau hết đi rồi còn có chân. Nhanh nhanh, uống nhanh thì còn ngồi ngựa với bạn. Nhiêu tiền một vé cho cháu ấy? 15.000 một vé. Mẹ lấy 15.000 đưa cho chú mua vé. 15.000 hả? Hôm nay đông các cháu này là chú hết bạc ha. Hôm nào mà được như này. Một đơn bán được có ngày à chú ơi. Đi con. Đây là đưa bố cầm đi. Đây này, trúng rác rồi. Chắc không? Chơi cái này đi. Từ hết lượt, chưa đến lượt. 5-10 ông rồi. Đã trời đông vui. Bằng nhau hết hay sao? Chắc vậy. Bằng nhau.